có một cái điểm gọi là xung đột một tí thì đấy là cái thời điểm mà căng thẳng khá là căng thẳng và cũng đã đến cái cái mức độ mà cũng cũng thực sự là cả hai bên đều cân nhắc về cái việc mà chia tay nhau đấy quá trình sản xuất uh, cái mv mới của phúc du thì không biết cái vai trò của Tiên Kỳ trong mv này là như thế nào chị tiên thì thực ra là ở vai trò từ cái việc sáng tác cũng đã là một cái con người uh, rất là quan trọng rồi với mình sự không thể thiếu luôn ở uh, trong cái mv lần này thì uh, chị tiên là người đã đã, đã kết nối uh, phúc du và đứa làm em buồn với được anh khương vũ anh khương vũ uh, là một người thực sự là một người đạo diễn rất là rất là xịn xò luôn là uh, <laughs> không biết nói điều gì thế nhưng mà trước tiên đấy là cái sự kết nối đấy đã uh, sau đấy đấy chính là chị tiên cũng là cầu nối và cũng như là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn khi mà để cho phúc du và anh khương vũ kết nối và để cái bài nhạc này nó nó bắt đầu thành hình, nó có thêm những cái hình ảnh, nó có thêm những cái câu chuyện và nó có được một cái định hướng là sẽ lên hình như thế nào, sẽ làm như thế nào thì chị Tiên thực sự là là, là... riêng cái phần đấy thôi đã có thể nói là không thể thiếu được rồi. Trong quá trình Phúc du làm việc với Tiên Cookie có những cái khoảnh khắc nào hay giai đoạn nào trở nên căng thẳng vì tranh luận về một cái điều gì đấy mà không đi đến cái sự đồng nhất về ý tưởng không? Mình nghĩ là cái 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 cái, cái cái sự tranh luận, cái sự mà nó nảy lửa nó đến nhiều nhất từ cái việc là khi mà ở cái thời điểm mà thực sự thì Phúc Du vào chương s Entertainment cũng là một cái sự chuyển mình, một cái sự thay đổi rất là nhiều, làm quen một môi trường mới, một ekip mới, một cái tiêu chuẩn làm việc nó rất là cao thì thì nó luôn là một cái việc khó khăn và trong cái thời điểm đấy thì mình cũng cũng cần rất nhiều thời gian ở trong thời điểm đấy là vừa làm demo nhưng mà một phần nữa là học cách để giao tiếp với mọi người và trong cái quá trình làm việc đấy để cho nó thật là trơn tru thì có một cái thời điểm là mình chưa thực sự thoải mái trong cái việc gọi là giao tiếp những cái nỗi sợ của mình, nỗi lo của mình hay là những cái phần điểm yếu của mình với team âm nhạc của nam chín s Vì thực ra là một rapper thực ra tính ra cũng rất là mới vào một công ty giải trí với một cái quy mô rất là lớn với những người anh chị rất là nhiều kinh nghiệm thì Uh, cái 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 cảm xúc đầu tiên của mình là mình sẽ muốn uh, ấn tượng mình muốn làm cho các anh chị thấy ấn tượng về cái khả năng của mình về cái tài năng của mình thế nhưng mà sau này đến một cái thời điểm mình nhận ra là uh, khi mình cố như thế và mình 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 không thể hiện được những cái điểm yếu của mình ra hay mình không giao tiếp về cái việc đấy thì mọi người sẽ không thể giúp mình sửa được mọi người không thể giúp mình là à em đang có vấn đề ở đây gì ok thì mọi người sẽ cùng fix thì đến một cái thời điểm là là, là bùng nổ là coi như là không thể tìm được cái hướng cho cả hai bên thì uh, hai bên ngồi xuống và nói chuyện và sau đấy là ok bây giờ chốt lại là mọi người sẽ rất là work lại về cái việc giao tiếp đấy và sau đấy là mọi thứ nó rất là suôn sẻ rất là may mắn trước đó thì có rất là nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc phúc du rời công ty không biết đây có phải là tin đồn không hay là như thế nào thì phúc du có thể chia sẻ với mọi người yeah thì uh, cái 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 cái, uh, cái việc mà Uh, có một cái đã có một cái khả năng là trong một thời điểm là ông Phúc này có và, và s sẽ có cái sự chia tay thì đã đã có một cái khoảnh khắc nó nó, nó châm chớm như thế đấy chính là cái câu chuyện mà uh, nãy mình nhắc về cái việc là có một cái điểm gọi là xung đột một tí thì đấy là cái thời điểm mà căng thẳng khá là căng thẳng và cũng đã đến cái cái mức độ mà cũng cũng thực sự là cả hai bên đều cân nhắc về cái việc mà chia tay nhau đấy vấn đề là bây giờ mình yêu lại từ đầu rồi đúng không? Sau đấy là là yêu luôn rồi, vì thực ra là cũng giống như bất kỳ một cái tình yêu nào đấy là cái việc mà giao tiếp một cách chân thành là nó 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 sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề